Sam Yến Tịnh Phát xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một sản phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ bệnh nhân có khối u rất hiệu quả. Đó chính là cao hồng sâm ánh bạc đến từ thương hiệu KGS Hàn Quốc. Như quý vị cũng biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xuất hiện khối u trong cơ thể như môi trường sống ô nhiễm, thực phẩm kém an toàn, lối sống thiếu lành mạnh. Vì vậy, việc lựa chọn một sản phẩm bảo vệ sức khỏe khỏi các tác nhân gây bệnh từ sớm là hết sức cần thiết. Khi mua hàng, quý khách sẽ được tặng kèm một chiếc túi xách từ nhà sản xuất. Sản phẩm rất thích hợp làm quà biếu tặng sức khỏe ý nghĩa đến với người thân, bạn bè hay đối tác kinh doanh. Cao hồng sâm ánh bạc KGS chứa 100% chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc cao cấp 6 năm tuổi. Đặc biệt hàm lượng Gisenosai RG1, RB1, RG3 chiếm đến 6mg trên 1g hồng sâm nguyên liệu. Điều này giúp mang lại khả năng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do, ức chế sự phát triển của các tế bào có hại, giúp tẩy độc cơ thể hiệu quả. Để giúp quý khách xem rõ hơn về sản phẩm cũng như thuận tiện hơn cho những khách hàng ở xa không tới được showroom, Sam Yến Tịnh Phát xin mở hộp để quý khách xem bên trong sản phẩm. Mặt trước cùng tên sản phẩm, logo nhà sản xuất cùng quy cách đóng hộp là 240g. Mặt sau sẽ gồm thông tin về sản phẩm, mã vạch, hạn sử dụng. Hai bên hông có tem niêm phong đảm bảo sản phẩm chưa mở nắp. Khi tháo hộp ra, chúng ta sẽ thấy lọ cao hồng sâm bằng thủy tinh rất chắc chắn và sang trọng. Cao hồng sâm ánh bạc KGS mang đến nhiều công dụng tốt cho sức khỏe như ngăn ngừa và hỗ trợ cho bệnh nhân có khối u trong quá trình điều trị, bồi bổ cơ thể, giúp máu huyết lưu thông, tăng cường miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ thải độc gan, thận, giúp da dẻ hồng hào, kéo dài tuổi thanh xuân. Bên trong, hồng sâm sẽ ở dạng cao đặc như thế này. Mỗi lần quý khách chỉ cần dùng một chiếc muỗng được nhà sản xuất tặng kèm, pha một muỗng đầy cao vào 100ml nước ấm và thưởng thức ngay. Một mẹo nhỏ là hãy cho thêm một muỗng mật ong sẽ giúp cao hồng sâm thơm ngọt, dễ uống hơn và tăng công dụng chăm sóc sức khỏe. Quý khách có thể dùng 2 lần trên một ngày nhưng tránh dùng vào buổi tối. Các bệnh nhân đang điều trị khối u và cơ thể suy nhược, ăn uống kém có thể sử dụng cao hồng sâm ánh bạc KGS để duy trì thể trạng trong thời gian điều trị. Saponin Gisenosai cho hồng sâm sẽ nuôi dưỡng cơ thể nhưng không làm các tế bào có bệnh phát triển thêm. Nhờ tác dụng ức chế sự hình thành phát triển của các gốc tự do nhờ thành phần GR1, GB1, GR3 chỉ có duy nhất trong hồng sâm. Khi quý khách sử dụng liên tục mỗi ngày, chỉ sau 1 đến 2 tháng cơ thể sẽ có những chuyển biến tích cực, cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, ít bệnh vặt hơn. Cao hồng sâm ánh bạc KGS chính hãng hiện đang có giá bán tại Thịnh Phát là 2.800.000 đồng cho một lọ 240g. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, quý khách có thể truy cập vào website nhansamthinhphat.com hoặc gọi trực tiếp tới hotline 090 77 999 88 để được tư vấn. Quý khách đừng quên đăng ký kênh Sam Yến Tịnh Phát để cập nhật những thông tin về sản phẩm cũng như các chương trình khuyến mãi sớm nhất. Và bây giờ Sam Yến Tịnh Phát xin chào và hẹn gặp lại. Có 3 cách để quý khách có thể mua được sản phẩm tại Thịnh Phát. Cách thứ nhất, quý vị có thể đến trực tiếp showroom Sam Yến Thịnh Phát, số 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng tôi có đội ngũ nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc của quý khách hàng về công dụng cũng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm một cách tận tình. Cách thứ hai, quý vị có thể gọi vào hotline 090 77 999 88 để được tư vấn trực tiếp và đặt mua sản phẩm. Cách thứ ba, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyến.com để xem thông tin chi tiết của sản phẩm và đặt hàng. Quý vị yên tâm là chúng tôi có dịch vụ giao hàng nhanh, thu tiền tận nơi trên toàn quốc. Sản phẩm sẽ đến tay người tiêu dùng trong vòng 12 giờ, nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác.